Rồi chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Ve Chai nha các bạn. Hôm nay mình có lãnh cái bếp của khách nữa các bạn. Không có bật ra lên nó không có ấy nha, mình đổi về mình thay cái mình có nguyên cái ổ nè. Mình đổi mình thay cho khách. Cái này đổi ăn bù có 50 ngàn nè, tại vì cái này là ổ mình mua trong bếp gỡ ra. Chứ nếu mà cái ổ mới hiện giờ, ổ mới của Namilut đó nghe, là nó giá bán cho thợ là hết sáu mấy ngàn, 70 ngàn ổ rồi hiện giờ đó. Nên thử ra cái hàng mà mình bán không được luôn, khách không dám lấy luôn, thợ không dám lấy luôn đó. Rồi, nhưng mà mình hiện giờ mình cũng báo cáo cho các bạn nha, mình bán hàng á, là mình lấy tiền trước, chuyển khoản trả trước nha các bạn. Anh em nào mà tin tưởng cái shop của mình á, thì cứ vô mua đồ an tâm, còn anh em nào mà không tin thì thôi khỏi ngã giá nha. Mình bán thì nói chung ra thì đâu ra đó đàng hoàng. Còn anh em nào mà tin tưởng thì mình giao hàng đàng hoàng chất lượng. Nhiều người mua lắm rồi chứ không phải một mình anh mình đâu nghe. Ai cũng vậy. Nếu mà vô mua hàng thì nhớ tin tưởng mình thì mình sẽ cộng đơn cho. Qua Zalo nhắn ra ghi trong giấy ra. Còn mua cái gì đó thì mình gửi qua cho mình. Cộng đơn thì đồng ý thì chuyển khoản cho mình sẽ gửi hàng, mà tùy theo dùng nào mà gửi hàng được mình mới lãnh tiền nghe, mới lấy nha. Không gửi được là mình không có lấy, không có nhận tiền nha các bạn. Chứ không phải khơi mình lấy tiền nha, không phải khơi mình kêu chuyển khoản nha. Mình không có mang tính cách lừa gạt gì hết trơn, anh em nào mà tin tưởng thì mình bán, chứ mình không có bán kiểu mà thu hộ nữa, tại vì mình bán hàng cho anh em á là mình đem ra mình đi gửi, chứ không có mà cái kiểu mà ngồi ở nhà lên app như một lần nữa. Lên app là nó tự động ra bên giao hàng, nó lại ở nhà nó lấy. Còn bây giờ đó là tiền nó tự động nó chuyển khoản vô cho mình khi nó giao được. Còn bây giờ đó là mình không có ấy nữa. Đây, mình gãi ra mình thay thôi. Bây giờ là không có cái kiểu mà ấy nữa, mình không có giao bên đó nữa. Cái này vẫn ra ta. Các bạn xem thấy kênh Anh Thợ Ve Chai có hay thì hữu ích nhé, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Bấm gài, lô bu quá mình không có làm clip các bạn ơi. Cứng dữ gì ta. Nó cái ít nhỏ dặn nó ra, không ra thì mình dặn ít dẹp. Cái này bật nó không có cháy các bạn ơi. IC còn nha, nhưng mà bật lên nó không có cháy, không có cháy lửa. Nó bị hư rồi. Mình lãnh mình thay cái khác. Thay sửa chữa qua lại đặng mình thay cho khách ta xài với giá bự mình dăng 50 ngàn à. Chứ giờ cái bếp ga nó nhiêu là có nhiêu đó là mắc nhất đó. Đó. Tại vì mình nhớ nhà mình còn cái ổ nó giống thịt nữa ha. Mình mới lãnh thay. Đó, cái ổ này của mình nha. Rồi, dẫn vô. Chân thấp hơn chân kia ta. Ê, cái chân của mình thấp hơn chân của nó. Tiêu rồi. Chỉ có sửa qua thôi các bạn ơi. Tiêu rồi. Giống hệt. Không vừa rồi. Đó. Nè thấy không. Mình lãnh thì mình lãnh nha. Nhưng mà chân của mình nó thấp hơn rồi nè. Thấy không. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái nắp với bong bóng đồ qua hết nha, với cái ti này luôn. Chịu khó đi. Lâu ngày xài chai để coi cái này cái xịn nó giảm nha.
Cái này hình như dởm các bạn ơi. Nè thấy không, cũ đó nha. Rồi bây giờ mình gã cái mới mình ra nha, coi 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 nó có bị, nó có bằng mũ gì không nha. Cái con chó bằng mũ nó cũng dở mà, lâu ngày nó cong á. Thì chó nếu mà ngủ nhau trơn thì cũng ráng chịu đâu, sao vậy. Đem qua đem lại vô con chó mình bằng nhôm. Chó tốt, chó tốt, chó tốt, chó tốt. Thường thường đó các bạn, con mình kêu con chó nha, cái này nó hay gãy các bạn, có cái nó bị cong, có cái gãy luôn nha. Rồi đâu rồi, tì nó này, tì gờ nha, chó này tì gờ nó tốt lắm, này chó tốt á. Còn chó mà nó làm bằng hai cái bát bằng nhôm hai bên ha, là nó dở nha các bạn, nó dễ bị gãy bên lắm, chân lắm. Nè các bạn ơi, em thử nha các bạn, nè nhạc cứ nhắc luôn nè, không ra luôn nè, thấy không. Rồi bây giờ mình thay đổi cái đầu luôn nha, mình đổi qua lần lần hết luôn. Lấy cái đầu bên đây ha, lấy kìm găng nha các bạn, mình dặn nó ra, bóp mạnh dặn ra, mình đem nguyên bộ phụ tùng bên đây đem qua luôn nha. Rồi xo là xéo đem qua hết. Có vấn đề ở cái đầu này nè các bạn. Ồ quá xét rồi, quá xét, quá xét, gòn bọng nó tiêu hết trơn. Quá trời. Bây giờ mình để gòn nó thì lấy cái này, gòn nó dít không ra, mình đẩy nó, mình dặn cái đầu này vô. Mình đã thay cái đầu rồi các bạn, thử nó vô nha. Đó. Thấy không? Mình phải xịt cho nó thông vậy đó, rồi mình bắt đầu mình gắn con chó vô. Mình kêu con chó không các bạn ơi. Đây là kêu con chó nè. Con cò, con chó gì nữa. Con hai vít này nè các bạn, mình siết vừa nó vừa cứng vô thôi ha. Mà này siết cứng cũng được không sao, tại vì biết sao không? Cái này là con chó gời, con chó sống. Con chó nó có cái tì sỏ ngang nó sống á. Nên nó không có bựa, còn con chó chết á, con chó cái tì mà đổ liền á. Thì anh em siết quá, siết cứng quá nó không nhảy lên luôn. Đó. Cái này nó sống nha. Nó sống nha. Đây cái này cái bóng mới nè. Mình trước khi mình để vô mình tháo ra thì mình kéo ra. Để vô thì cho nó vô lỗ ha. Đó. Cho nó vô lỗ rồi mình đè mấy cái nỉ này xuống nè, mấy cái dòng này nè. Cái dòng thành của nó nè, đó, mình đè cho nó phập xuống chân mình hả, lắp cái nắp vô ha. Quan trọng là cái mấy cái này nè các bạn. Mình không đè nó phập xuống, mình siết vô nó mấy. Rồi, cái lò xo mới. Sao này cái nó nè, đó. Xài nắp mới luôn. Cái này mình tại vì nói chung ra mình cũng muốn thay nguyên cái nha các bạn, thay nguyên cái cho khách, chứ không phải là mình ma tà gì để mà mình đem về mình lãnh, đem về mình thay cái đó, mình lãnh đem về mình sửa nha các bạn. Nói chung ra làm thợ thì nó vậy đó,
ví dụ như mà không có vừa kích cỡ thì mình buộc lòng mình phải đem qua đem lại gì đó cho người ta, cái đó là cái thực tế thôi, chứ không phải nói gì giờ không lẽ giờ chạy ra chợ mà mình mua cái mới thì nó mắc quá, mình thay cho khách vậy là mình lỗ lỗ luôn công luôn các bạn. Dặn hai con song song cho nó xuống, nặng cho nó ép cái con xuống nữa bạn. Này mấy cái này mình nên dặn vít tay chứ không có dặn vít máy, nó quánh vô búa, nó quánh vô cái là chợt tuôn con ốc, mất con cấm kiếm con ốc khác dặn nữa, cái ốc khác nó phá nó cái dành nó bể cái rồi xong gặp cái loại dẻo không nói gì mà cái loại bị giòn đó bạn, là rồi cái này nó cũng như cái bình xăng con xe Honda mình vậy các bạn, nó cũng bị gan vậy, nó ná ná vậy đó. Mình từ đây tới mình thông báo với các bạn nghe, mình bán đồ cho thợ bất cứ ai cũng vậy chứ nghe, mà đa số mình bán đồ cho thợ là nhiều, mình bán đồ cho thợ thì mình cũng lấy tiền trước à, im ghe các bạn ơi, im ghe luôn, im ghe bà ghè luôn. Giờ chắc mình để cái co cũ này luôn cho anh ta luôn đi, co cũ này nó vừa thứ một cày bà đi, co cũ đi, co cũ luôn, miễn mà nó cháy là được hả bạn, mình thay qua nó cháy đúng cái co cũ nó đúng à. Rồi mình chiết vô, gắp vô các bạn ơi. Tôi làm cũng như các bạn làm thôi, thì nói chung ra ở nhà mình đó các bạn, ở nhà thì các bạn thấy thấy cái gì nó hư á mình lôi ra mình sửa, mình sang qua sang lại, mấy nhất là mấy cái bếp ga này nó rất là đơn giản nha các bạn, dễ lắm, nhất là anh em mà nào mà hồi đó mình sửa cho mấy cái chỗ mà nó người ta cho mướn cổng gạp á, cho mướn đám cưới á, thì đa số là người ta sửa bếp ga của mình nhiều lắm, mình lợi sửa cho người ta thì hư chút đỉnh, ví dụ mình sửa cho khách đó, thì mình ăn con IC 30 thì mình ăn họ 25, bớt cho họ 5.000 nhờ cái thứ nhiều quá bạn, còn lặt vặt là nhiều khi mình cho họ nữa. Cái loại bếp này là bếp thường thôi nha, rửa chà chà đứt tay nè, nó không có cuốn nha, đây nè các bạn ra chợ mà các bạn mua nó mắc tiền, nhưng mà các bạn phải so sánh lại gờ đây nè, nè nó không có cuốn đứt tay nha, bếp này nó dễ bị đứt tay lắm, là bếp này không có tốt không. Rồi bây giờ mình thử nghe, giờ mình dặn lên coi nó cháy không, xe này nó hơi yếu, nó quánh lửa nó ngay đó bà. Nó quánh lửa nó ngay cái mình bật nó có cháy. Cái dễ ăn thấy không? Đó, thấy không? Quẹt hoặc quẹt thì cháy, bật thì không cháy, thấy không? Bây giờ cái đầu con xe này giờ cao lên, tạm ổn rồi các bạn, mình các bạn chỉnh ha,
cái này nè, chỉ cho các bạn nè, thì mấy cái chỗ này lâu ngày nó bị ten á, mình lấy cái mỏ kéo kìm gì mình cạo cạo chỗ này nè cho nó hết ten, nó hết ten nặng cái ga cái IC của mình nó nẹt vô ngay á, ngay cái lỗ á, không khi ga nó phóng ra mình chỉnh cái này giữa cái lỗ nha, ga nó phóng ra là nó sẽ cháy, còn mình chỉnh nó nằm ở dưới nó quá nó không cháy, chứ nó không ngay chính giữa các bạn. Thử lại đây đó, thấy không? Nó không chưa nhảy không? Đó. Đúng của nó ha, mình bật một cái hai cái cháy à. Ngon lành rồi đó các bạn. Chủ yếu á là mình khi mình gài mình làm rồi phải không? Cái bếp của người ta mình gài xuống phải không? Mình gài xuống mình lấy quẹt quẹt chỗ này nè. Mình lấy quẹt quẹt nha, mình nghe có con xì không mình thấy quẹt nha. Đó, nè mình quẹt gì nè, mình quẹt cái lửa mình mồi ra gì nè các bạn. Nè, thấy không? Nó không có cháy á, là tức là mình đã sửa nó chuẩn nghe, không có bị xì nha. Đó, rồi mình đã giao cho khách. Là với điều kiện các bạn sửa là nửa chai ga thôi, cái này mình đầy chai ga nha. Mình là làm chuyên nghiệp rồi mình biết rồi, đầy chai ga mình không có sợ, tại vì mình sửa mình biết chắc chắn là mình mới thử cho các bạn xem thôi. Còn ví dụ như mà các bạn nghe lỗ tai mà nó còn xì, khi gài vô á mình phải kỹ. Nó lưu ý nè, đó. Tắt ga phải không? Tắt ga khi mình xài cái bếp á, cho mình xài mình chiên xào nấu gì cũng cần biết. Mình bật lên như là đó. Là chai ga nhiều khi nó bật ra, nó sẽ động cái chai ga nó sẽ nhảy qua bên như nè. Rồi cái mình trong khi mình muốn gài lại á, thì mình không mở nắp ra thì mình gài lại am phù mình gài lại thì nó sẽ lệch bên á, nó sẽ bị xì hơi. Còn khi mà mình kỹ á, trước khi kỹ mình gài chai ga lại mình phải mở cái nắp ra, mình gài vô. Đó. Mình gài vô mình lắc gì nè cho nó ôm. Nó ôm vô là nó không bị xì ha. Là nó không nguy hiểm. Còn ví dụ như mà mình làm ẩu á, mình gài ẩu á, thì nó sẽ bị xì, rồi gỉ nấu bên đây nóng hồi nó nhảy qua. Nó sẽ bị phật á. Đó, ngon lành thấy không các bạn. Mình muốn ra cho cái lửa nó dài mình bẻ qua chút xíu này nè. Đó. Này mình chỉnh muối lửa cho khách luôn á. Cái bếp này nó cháy cũng đầm lắm. Rồi xong, mình ghép lại cho khách nha các bạn. Cái của khách nó quá đế rồi. Mình bây giờ đó, nói thiệt với các bạn ha, mình đi mần hàng ngày các bạn, vừa mần mà vừa bán hàng luôn. Anh em nào mua thì mình sẽ gửi hàng đầy đủ cho anh em, với điều kiện là anh em phải chuyển khoản hết cho mình, mua cái món gì bao nhiêu đưa qua cho mình cộng đơn rồi vừa ý anh em á, vừa ý thấy hợp lý, lấy cái gì cần thiết, mỗi lần lấy mỗi lần khó thì hợp lý thì anh em chuyển khoản cho mình. Mình chuyển khoản cho mình đưa cái mã tài khoản là chuyển khoản cho mình, rồi xong xuôi là mình sẽ điện, trong khi mình gom mình soạn hàng, chuẩn bị soạn hàng đầy đủ cho anh em, chuẩn bị hàng xong xuôi hết trơn á, mình sẽ điện cho anh em xem, điện trực tiếp cho anh em xem kiểm hàng rồi mình đi ra gỡ, mình gỡ bên chẳng hạn như là bên gửi xe hay là gỡ bên Viettel là mình phải báo cho anh em biết là mình gỡ hàng, và khi gỡ hàng rồi mình cũng báo cho anh em biết để anh em chờ anh em lấy hàng. Chứ không có kiểu mà mình làm rồi mình chỉ nói thôi chứ mình không có gỡ hàng nha. Đâu đó đàng hoàng nha anh em. Anh em nào mà có cái lòng tin với mình thì mình mới bán được thôi, chứ còn không lòng tin thì thôi mình thua. Còn cái vụ mà bán mà chuyển phân nửa rồi giao nhận hàng rồi lấy phân nửa thôi mình cũng thua luôn. Đó. Mình dặn cái con ốc này vô cuối cùng là rồi các bạn. Cái này mình sửa cho khách nha các bạn. Các bạn xem thấy kênh Anh Thợ Ve Chai có hay và hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.
nha, ngon lành ha. Cái con ốc này nó còn hơi bự bự nè, tại mình xiết hai cái con ốc này, hai ốc cái chỗ cái nắp này nè, nó quá nó chặt đi rồi nó nại cái chỗ cái con ốc cái đầu dặn chìa quan chìa ra. Dễ hơi cho nó lỏng lỏng rồi, thế là đã xong nha các bạn. Các bạn xem mình sửa thay cái ổ nước ra cho khách nha. Các bạn thấy kênh Anh Thợ Da Chai có hay hữu ích, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Nè, cái vụ mà cái gon đầu chai ga mình cũng có bán ở đây, có bán nha các bạn. Nè, gon đầu là nằm trong đây nè. Cái gon đầu trong, nó kêu gon đầu trong nè. Cái gon này lâu ngày mình xài nó bị chai các bạn. Đa số là bếp bị phật là do cái gon này nè. Nó bị chai vì cái hơi ga lạnh lâu ngày nó chai á, nó với cái ga mà nó sơn gì nữa các bạn. Đó, sơn chỗ miếng chỗ có chỗ không là thấy không. Mình thử ra nó sẽ gò gỉ ra thêm cái phần cái gon nó bị chai nữa. Trong khi đút chai ga vô thì nó phải không có bị xì ga ra đường ngoài, là nó nằm mặt trong đó, thấy không. Gon này có bán luôn nha các bạn. Mình mua cái gon này mình thay được 20.000 cho khách đó. Lâu ngày nó bị chai thì nó không có ga, con này lâu ngày nó xét cứng nhắc luôn nè. Đó, xét banh luôn. Cái này có thể mình sửa là được chứ không phải không được nha. Mình lấy kìm mình cắn cái chỗ này, mình bẻ này ra là nó hết xét, nó sẽ xì ra vô là bình thường. Nhưng mà có cái sửa không có an toàn nên mình không có sửa. Chẳng hạn như là nhiều khi làm này nọ kẹt quá, cần một cái gì đó trong đây mình sẽ lấy thôi, còn mấy là mình bỏ nha các bạn. Đó, nó như cần cái miếng gon này thì lấy miếng gon này, nó vậy đó, thì dặn là bỏ đó. Còn nhiều khi cần con chó này nè các bạn, chó này mình cần chó này kiếm không có, xài một cái con chó là phải bỏ cái bong bóng bếp ga này, cái ổ này. Ở khách đem lại nhà mình thay thì không có thì buộc lòng mình phải kiếm rồi. Nhiều khi nó gách nó lủng, cái này mình cũng có, cái này mình thay. Đó, con này thôi đi, thua đi, bỏ đó, dặn bỏ đó là bậy bạ. Nó là nhiều khi cần sang sửa, không cần thì bỏ phế liệu luôn nha các bạn. Thấy gì đó thì nhận cho nó dính nó đi. Cái này là cái mới nè, còn sử dụng được. Rồi mình nói với anh em là cái vụ bán hàng là mình bán vậy nha, mình giao rất là thật tình nha. Anh em khách hàng nào gần xa có cần đồ thì mua đồ của mình sẽ giao đàng hoàng nha. Đó, cứ yên tâm mà mua. Nhưng mà nhà con cái anh em chịu khó trả tiền trước cho tôi đi. Biết sao không? Thu hộ nó khó quá, tôi chạy tới chạy luôn nó cực quá nên thử thôi tôi mới lấy tiền trước. Nhưng mà hàng của anh em là tôi phải bảo đảm tới tay anh em đàng hoàng, chứ không kiểu mà rồi là phó thác cho anh em đâu nha. Chứ không phải tiền lấy rồi mất hàng nha, không có nha. Rồi chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Có gì hay mình ủng hộ clip mình nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn.